Lễ trao học bổng toàn phần cho thí sinh chung kết đường lên đỉnh Olympia năm 2024 diễn ra vào ngày 13 tháng 10 tại khách sạn DU Hà Nội. Đây là lần đầu tiên trường đồng hành cùng cuộc thi Trí tuệ Việt Nam trong vai trò cung cấp các suất học bổng 100% học phí cho thí sinh chung kết đường lên đỉnh Olympia. Hoạt động này góp phần mở ra cơ hội học tập chất lượng cao tại Anh cho các bạn trẻ, đồng thời khẳng định cam kết của trường trong việc đóng góp tích cực vào sự phát triển giáo dục tại Việt Nam. Tại buổi lễ, tiến sĩ Ryan Das, trưởng đại diện hợp tác quốc tế Đại học Greenwich trao suất học bổng 100% học phí và tài trợ 1 năm chỗ ở tại Anh cho nhà vô địch đường lên đỉnh Olympia năm 2024 Võ Quang Phú Đức, trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, Thừa Thiên Huế. Tổng giá trị là hơn 60.000 bảng Anh, tương đương khoảng hơn 2 tỷ đồng. Kết quả chung cuộc, Võ Quang Phú Đức giành vòng nguyệt quế với 220 điểm, cách người về nhì Nguyên Phú chỉ 5 điểm. Bên cạnh lời khen Phú Đức chiến thắng hoàn toàn thuyết phục, có ý kiến tranh luận về tình huống quyết định của cuộc thi, cho rằng nam sinh đến từ Thừa Thiên Huế phải dùng chiến thuật mới giành ngôi vị quán quân. Theo đó, Nhật Minh là thí sinh cuối cùng ở vòng thi về đích nhưng không đưa ra được đáp án cho câu hỏi 30 điểm cuối cùng. Ngay lập tức, Phú Đức chớp cơ hội bấm chuông giành quyền trả lời. Lúc này khoảng cách điểm số giữa Phú Đức và Nguyên Phú chỉ là 20 điểm. Tuy nhiên, ngay khi tiếng chuông vang lên, Phú Đức có động thái ăn mừng vì chắc chắn mình trở thành nhà vô địch Olympia 2024. Sau chương trình, nhiều khán giả tranh luận về tình huống này. Có người bày tỏ sự hụt hẫng vì Phú Đức bấm chuông để giành chiến thắng chứ không phải đưa ra câu trả lời. Điều này đồng nghĩa với việc Nguyên Phú không có cơ hội thay đổi thế trận chỉ vì không nhanh tay bằng đối thủ. Thậm chí có người góp ý chương trình nên thay đổi luật chơi ở những câu hỏi cuối hoặc cách tính điểm cho những thí sinh giành quyền trả lời nhưng không có đáp án đúng. Bởi một cuộc thi về trí tuệ, nếu chiến thắng chỉ nhờ chiến thuật nhanh tay, phần nào khiến khán giả hụt hẫng. Không phủ nhận Phú Đức thông minh, nhưng ở tình huống cuối cùng cảm giác hụt hẫng vì biết cậu ấy chỉ bấm chuông để tước cơ hội chiến thắng của Nguyên Phú chứ không với mục đích là trả lời câu hỏi. Khá tiếc nuối cho Nguyên Phú, cuộc thi mà chiến thắng nhờ bấm chuông nhanh không thực sự bùng nổ và thuyết phục cho lắm. Cuộc thi thực sự hay và gay cấn cho đến gần cuối. Riêng màn bấm chuông giành quyền trả lời của Phú Đức không đã cho lắm. Phú Đức đã làm rất tốt cho tới lúc bấm chuông để tước cơ hội cạnh tranh sòng phẳng với Nguyên Phú. Chiến thắng nhờ chiến thuật nên không có cảm giác mãn nhãn, là một số bình luận của khán giả. Tuy nhiên, nhiều người bênh vực cho rằng Phú Đức có sự nhanh nhạy và quyết đoán của nhà vô địch. Trước đó, ở phần thi vượt chướng ngại vật, Phú Đức đưa ra câu trả lời khi chưa có bất cứ sự gợi ý nào. Điều này giúp cậu vươn lên vị trí dẫn đầu. Vì thế, ở tình huống quyết định, việc Phú Đức có động thái bảo vệ ngôi vương của mình hoàn toàn dễ hiểu. Trong cuộc thi, không chỉ cần kiến thức mà còn là sự bản lĩnh. Đấy là thông minh, là chiến thuật, là đỉnh cao của tư duy và trí tuệ. Bất cứ một cuộc thi nào cũng phải biết vận dụng chiến thuật để chiến thắng, đó cũng là đỉnh cao của trí tuệ. Xin chúc mừng người con xứ Huế. Bốn nhà leo núi đều giỏi, nhưng ai thông minh hơn sẽ là người chiến thắng. Chiến thuật nhưng được luật chơi chấp nhận thì hoàn toàn xứng đáng thôi. Phú Đức có chiến thắng thuyết phục đó chứ. Cậu ấy không chỉ thể hiện là người có kiến thức mà còn có bản lĩnh, quyết đoán, khán giả nhận xét. Nhà leo núi trận chung kết đường lên đỉnh Olympia năm thứ 21, Nguyễn Việt Thái, cựu học sinh trường Trung học phổ thông chuyên ngoại ngữ, trường Đại học Ngoại ngữ, hiện là sinh viên quan hệ quốc tế, Học viện Ngoại giao, đã nêu quan điểm. Olympia là một trò chơi. Theo Nguyễn Việt Thái, sau cuộc thi có những luồng chỉ trích trên mạng xã hội vì Phú Đức không nhường cơ hội cho bạn cùng chơi trả lời và chơi tiểu xảo. Từ góc độ lý thuyết trò chơi, hành động của Phú Đức là hợp lý và tối ưu cho bối cảnh của cuộc thi. Một số người cho rằng việc cướp điểm của Phú Đức là không công bằng với các thí sinh khác, nhưng điều này bỏ qua bản chất của trò chơi. Trong mọi cuộc thi, chiến lược và tính toán đều là một phần không thể thiếu và luật chơi của đường lên đỉnh Olympia đã thiết lập một hệ thống, trong đó việc bấm chuông cướp điểm là hoàn toàn hợp lệ và được khuyến khích. Đây là một trò chơi và mục tiêu chính là chiến thắng. Phú Đức chỉ đơn giản là người vận dụng tốt nhất các quy tắc có sẵn để đảm bảo chiến thắng của mình. Bạn không thể hoàn toàn tận hưởng một trò chơi nếu như không tận hưởng những yếu tố tính toán, chiến thuật. Olympia là một trò chơi truyền hình, không hơn không kém. Và trong lý thuyết trò chơi, không có khái niệm về công bằng hay nhường nhịn nếu luật chơi không yêu cầu điều đó. Mục tiêu của mỗi thí sinh là tối đa hóa điểm số của mình và giành chiến thắng, chứ không phải là giúp đỡ, tạo cơ hội cho người khác. Chơi đẹp không có nghĩa là phải nhường cơ hội cho người khác, mà là chơi theo đúng luật và tinh thần của cuộc thi. Quan điểm cho rằng Phú Đức nên nhường cơ hội cho Nguyên Phú hay các thí sinh khác bỏ qua thực tế rằng các thí sinh đều đang thi đấu để giành chiến thắng. Mỗi người chơi đều có quyền và nghĩa vụ tìm ra chiến lược tốt nhất để đạt được mục tiêu của mình trong giới hạn luật chơi. Luật chơi đã được thiết kế để khuyến khích nâng cao tính toán chiến thuật và việc Phú Đức tận dụng các quy tắc này là một phần của trò chơi. Một trong những điểm mạnh của chương trình đường lên đỉnh Olympia suốt những năm qua là sự kết hợp giữa kiến thức và chiến thuật. Qua mỗi mùa, luật chơi được cải tiến, những chiến thuật mới liên tục được tạo ra khiến cho người chiến thắng xứng đáng không còn chỉ là người biết nhiều nhất mà còn là người sử dụng đấu pháp hợp lý nhất. Chúng ta có quyền kỳ vọng rằng những năm tiếp theo với những luật chơi thay đổi còn kịch tính hơn nữa. Thầy giáo Vũ Khang Học, một giáo viên ở Hà Nội cũng nêu ý kiến. Phú Đức bấm chuông là chơi đúng luật,
thể hiện em là người nhanh nhẹn, thông minh và quyết đoán. Điều đặc biệt, nếu không có thực lực thì làm sao em có điểm số dẫn đầu? Nếu không dẫn đầu và có cách biệt an toàn đến mức sẵn sàng hy sinh cả 15 điểm vẫn vô địch thì sao dám dùng chiến thuật đó? Đồng quan điểm, cô Lê Mai Hương, một giáo viên dạy văn ở Hà Nội cũng phân tích: ai khi xem cả 3 phần thi trước sẽ khẳng định Phú Đức quá xuất sắc. Ở phần thi khởi động, Đức là thí sinh duy nhất trả lời 6 trên 6 câu hỏi trả lời đúng. Phần thi vượt chướng ngại vật là thí sinh trả lời từ khóa sau vài giây khi chưa có đáp án câu 1, chưa có hình ảnh gợi ý. Phần thi tăng tốc, Đức cũng quá xuất sắc giành điểm cao và tiếp tục dẫn đầu. Như vậy, đủ chứng tỏ để Phú Đức không chiến thắng bằng ăn may, khôn lỏm như mọi người nói. Ở phần thi về đích, chúng ta phải khen Phú Đức rất thông minh. Đứng trước một quyết định, chúng ta đều phải cân nhắc thế nào là lợi nhất cho mình. Đây là một cuộc chơi và em ấy không hề phạm luật. Phú Đức chiến thắng hoàn toàn xứng đáng bằng tri thức, bản lĩnh và thông minh của em ấy. Chiều 14 tháng 10, nhà vô địch chương trình Đường lên đỉnh Olympia 2024 đã trở về quê nhà trong sự chào đón nồng nhiệt của bạn bè, thầy cô và gia đình. Tại khuôn viên trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học Huế, Võ Quang Phú Đức đã dâng vòng nguyệt quế và kỷ niệm chương quán quân Olympia 2024 báo công trước tượng đài Bác Hồ. Phú Đức cho biết: em rất tự hào khi trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia thứ 3 của tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời hứa tiếp tục học tập, rèn luyện hơn nữa để trở thành công dân tốt, cống hiến sức lực, trí tuệ, phụng sự quê hương, đất nước. Về chiến thuật tại chung kết cuộc thi, theo Phú Đức, cần nắm lấy cơ hội khi thời cơ đến với bản thân mình, nếu không sẽ phải hối hận rất nhiều.